vị lúc này đang là buổi sáng ngày mùng 7 tháng 1 2019 và chúng tôi đang xếp chiếc xe tập thờ Tứ Linh chân 22 bằng gỗ vụ lên xe để chuyển về xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là cái chân của nó. Chân 22 hết sức là hoành tráng đấy. Đây chúng tôi đang đi ở trong, đang khênh cái mặt ra. Mặt thì rất là nặng nhưng mà có xe đẩy cho nên là đi trong nó cũng êm ái. Và sau khi chiếc sập thờ đi rồi thì hiện nay xưởng chúng tôi vẫn đang còn hơn chục chiếc gỗ vụ là chân 20, 22 và 24. Hiện nay thì đang có một khách hàng ở Mê Linh, anh đã đăng ký chiếc sập thờ chân 20 nhưng mà chúng tôi còn đang đánh cái giáp, vẫn chưa kịp để chuyển đi. Đây thưa quý vị, đây là cái mặt nó hết sức là đồ sộ. Lau đi, để lâu nó bụi, để lâu trong cửa hàng nó bụi. Như này là khách hàng đã đăng ký từ rất là lâu rồi cho nên anh để lâu nó bụi, chúng tôi đã hôm qua đã lau lại cẩn thận nhưng mà hôm nay trước khi đi thì vẫn còn một chút bụi nữa, hôm qua chưa lau hết, hôm nay phải lau nốt thêm. Vậy đây là hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu C của chúng tôi, và ngày hôm nay người mẫu tôi thì đây, hôm nay là mặc áo đỏ rồi đấy. Cẩn thận. Người mẫu bỏ cái khẩu trang nghe xem nào, xem có đúng nào. Thưa quý vị, chúng tôi cũng báo giá luôn là giá tại xưởng là chân 20 là 36 triệu, chân 22 là 40 triệu và chân 24 là 44 triệu đến thời điểm này. Chúng tôi bán cho ai cũng như nhau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.